Sau đây là bài viết của tác giả Nguyễn Thượng Vũ. Tổ chức tình báo của Việt Cộng tại miền Nam, trường hợp một số các trùm điệp viên cụm A-22. Xin kính mời bà con cô bác mình cùng nghe. Để đối phó với các tổ chức tình báo của Cộng hòa Việt Nam, tất nhiên Việt Cộng cũng có một mạng lưới gián điệp và phản gián. Trong những điệp viên mà Việt Cộng từng tuyên dương thành tích, có thể kể Trần Quốc Hương, tức Mười Hương, trùm tình báo của Việt Cộng tại miền Nam, với các cán bộ dưới quyền gồm Vũ Ngọc Nhã, Lê Hữu Thụy, Huỳnh Văn Trọng, Phạm Xuân Ẩn và Phạm Ngọc Thảo, vân vân. Tuy nhiên, những người mà Việt Cộng đề cao này hầu hết đã bị các cơ sở tình báo quốc gia, nhất là đoàn công tác đặc biệt miền Trung khám phá và bắt giữ. Ngoài trừ Phạm Xuân Ẩn, còn Phạm Ngọc Thảo thì bị bắn chết. Một điều đáng lưu ý là các trùm điệp viên Mười Hương, Nhã, Thúy, Thảo đều là những người thuộc đạo Công giáo gốc, học trường nhà dòng và được các linh mục miền Nam tận tình che chở, nâng đỡ và coi như những người thân tín, khiến cho các lực lượng an ninh quốc gia gặp không ít trở ngại trong công tác. Ngay cả Phạm Ngọc Thảo đã nằm trong tầm quan tâm của đoàn công tác miền Nam và còn được báo cáo lên Tổng thống Diệm mà Thảo vẫn hoạt động khơi khơi, không bị ngăn chặn gì. Trường hợp Trần Quốc Hương, tức Mười Hương. Trần Quốc Hương sinh năm 1924, là một cán bộ cộng sản gốc, có chân trong ban chấp hành trung ương, từng chỉ huy mạng lưới tình báo Việt Cộng tại miền Nam trong thời kỳ 1954-1975. Hương từng làm việc bên cạnh các lãnh tụ cộng sản như Hồ Chí Minh, Trường Chinh, Nguyễn Lương Bằng, Lê Văn Lương, Hoàng Quốc Việt, Nguyễn Chí Thanh, từng bị bắt giam trong nhà tù Pháp và Việt Nam Cộng Hòa. Sau 30 tháng 4 năm 75, ông lần lượt đảm nhiệm các chức vụ Phó trưởng ban tổ chức Trung ương, sau đó làm Phó bí thư Thành ủy thành phố Hồ, kiêm trưởng ban tuyên huấn Thành ủy, sau đó kiêm trưởng ban tổ chức Thành ủy, Phó bí thư Thành ủy Hà Nội, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, trưởng ban nội chính Trung ương. Sơ lược tiểu sử. Trùm gián điệp tên thật là Trần Ngọc An, có bí danh là Mười Hương, sinh năm 1924, tại xã Vũ Bản, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Học hết lớp nhất tại trường tiểu học Phủ Lý, Trần Ngọc An lên Hà Nội nhập học ở trường dòng phố Nhà Chung. Thời gian này, ban đổi tên là Hương và gia nhập Đảng Cộng sản Đông Dương 1943. Kháng chiến bùng nổ, Hương làm trong đội công tác chuyên liên lạc giữa Trung ương với các chiến khu. 1949, tình cờ Trần Hiệu, Phó Tổng Giám đốc Nha Công an phụ trách tình báo gặp Mười Hương, và lập tức nhận ra đây chính là người mà ông cần. Trần Hiệu bèn xin Mười Hương về với mình và được Trường Chinh chấp thuận. Lê Đức Thọ lúc đó đại diện Sứ ủy Nam Bộ cho Trung ương báo cáo, nghe tiếng Hương nên đã xin ông cùng vào Nam để hoạt động về tình báo. Ông bắt đầu vào Nam, cộng tác ngay với hai ông Mai Chí Thọ và Cao Đăng Chiếm. Trong việc đầu tiên là mở lớp huấn luyện tình báo, học viên chủ yếu tuyển lựa trong lực lượng công an. Ông là cấp trên trực tiếp của các điệp viên cộng sản Vũ Ngọc Nhã, Lê Hữu Thúy, Phạm Ngọc Thảo, Phạm Xuân Ẩn. Theo lời kể của Mười Hương, tôi được cử vào Nam được vài tháng thì Ngô Đình Diệm cũng được đưa về làm thủ tướng thay Vũ Lộc. Các cơ sở nội thành tôi nắm một phần do anh Năm Xuân, tức Đại tướng Mai Chí Thọ nắm. Tôi là một trong ba người có điều kiện ở Sài Gòn không bị lộ. Anh Cao Đăng Chiếm trước là giám đốc công an ở Nam Bộ. Nhiều người biết mặt, do đó không được ở Sài Gòn, không được ra khỏi căn cứ U Minh. Thỉnh thoảng anh Năm Xuân cũng vọt lên Sài Gòn họp, nhưng cũng rất hạn chế đi lại vì tình hình khá nguy hiểm. Tôi ở lại Sài Gòn, dù một số đám di cư có thể biết, nhưng tôi có giấy tờ giả bán hợp pháp.
Chúng tôi tự đánh giá tình hình khó khăn vì Diệm bắt đầu có chính sách tố cộng. Anh Năm Xuân, bí thư khu ủy miền Đông cho biết trước, anh ở đó có tới 23.000 đảng viên, về sau chỉ còn 800. Không có một chi bộ nào, chỉ liên lạc đơn tuyến, nhiều người bi quan. Sau một thời gian ngắn, ông bị đoàn công tác đặc biệt miền Trung của Dương Văn Hiếu bắt vào tháng 6 năm 57 và đem ra giam tại Huế. Theo lời kể lại có Mười Hơn thì phương thức hoạt động của đoàn công tác đặc biệt miền Trung có nhiều đặc thù mà các ngành an ninh tình báo khác của Việt Nam Cộng Hòa không thể so sánh được. Trong nhà tù không song sắt này, công an mật vụ cùng với người tù sinh hoạt chung. Hầu hết các tù nhân này bị bắt cóc, không có xử án, không có thời hạn giam giữ. Các nhân viên đội công tác đặc biệt miền Trung thường bảo các tù nhân là: chúng tôi không như bên công an đâu, chúng tôi không cần bằng chứng để buộc tội, để làm cung, để tư hòa, kêu án. Một là chấp nhận chính sách về hợp tác với chúng tôi, hai là không có ngày về với gia đình, anh muốn chọn đường nào. Trong cuốn sách của tác giả Dư Văn Chất, một điệp viên Việt Cộng khác viết, đoàn công tác đặc biệt miền Trung gồm hai thành phần, cán bộ quốc gia và cán bộ kháng chiến, đã chuyển hướng. Đoàn được cố vấn Ngô Đình Cẩn tổ chức như một đoàn thể cách mạng quốc gia do chính cố vấn chỉ đạo trực tiếp. Đoàn không chịu chi phối điều hành của bất kỳ một cơ quan nhà nước hay đoàn thể chính trị nào hết. Đó là một tổ chức siêu chính phủ, siêu đảng phái. Không có hệ thống ngành dọc, ngành ngang, cấp trên và chân rết địa phương. Nhưng bất cứ ở ngành nào cần hoặc địa bàn nào cần, có sự hiện diện của nó là nó có mặt. Nó không có quy định giới hạn hoạt động, vì thế phạm vi và quyền hạn hết sức rộng rãi, hoạt động hết sức linh hoạt. Nó không phải cơ quan nhà nước nên không bị pháp luật chi phối, nhưng nó lại được sử dụng mọi hình thức hợp pháp với quyền lực cao nhất. Đoàn vào Sài Gòn hoạt động với nhiệm vụ chiêu hồi các cấp ủy liên khu 5 và tình báo chiến lược về với chính nghĩa quốc gia. Chính vì có mưu đồ sử dụng những người kháng chiến, nên đoàn công tác đặc biệt miền Trung dùng thủ đoạn đặc biệt, thuyết phục, dụ dỗ, chuyển hướng, thì tin dùng. Còn nếu trung thành tuyệt đối với chủ nghĩa cộng sản thì có thể bị giam giữ vô hạn định, không cần xử án. Các cán bộ tình báo Việt Cộng ngán đoàn công tác đặc biệt miền Trung hơn các cơ quan khác. Tuy nhiên sau cuộc đảo chính 1963 lật đổ ông Diệm, các tướng lãnh trong quân đội quốc gia do thanh trừng phe phái của Diệm không quan tâm tới tù chính trị cũ, cho nên thả rất đông và rất dễ các cán bộ cộng sản không điều tra gì ngoài hồ sơ sẵn có vì những quyền lợi nhỏ nhoi, và trong dịp đó họ đã thả luôn Mười Hơn. Khi thả Mười Hơn, hồ sơ còn ghi đương sự ngưng hoạt động năm 1955, hơn nữa không gia nhập đảng cộng sản và đã bị giam giữ 6 năm. Khi được đưa về Sài Gòn thẩm cung lại, Mười Hơn kể ông vẫn giữ lời khai cũ. Tháng 6, 1958, đang đi ở Gò Vấp bị xe jeep chặn lại bắt, không rõ lý do gì. Trước là thầy giáo, có tham gia kháng chiến. Đến năm 1953, gặp khó khăn, vợ có mang, tản cư khổ nên về thành. Gần Hiệp định Geneva, biết Việt Minh thắng lợi trở về ngượn nên di cư vào Nam vẫn đi dạy học. Khi được chất vấn, thấy tại sao lại bị giam lâu như người mắc tội quan trọng? Vì người ta muốn tôi phải làm cái việc lương tâm tôi không cho phép làm. Việc gì? Những người kháng chiến xưa cho họ bắt. Bắt tôi nhận tội đã làm chức này chức nọ mà thật tôi không làm gì cả. Chứng cứ tội phạm không có, kết hợp thêm chút lo lót nên tôi được thả ngày 18 tháng 5 năm 1964. Bọn chúng còn đùa. Nè, tụi tôi thả ông anh ra về, kịp ăn sinh nhật cụ Hầu nha. Mười Hương và Phạm Xuân Ẩn. Theo lời Mười Hương kể, lúc tôi vào Nam, anh Ẩn đang làm thư ký nhà Đoan, đưa tin tức tình báo về việc quân Pháp vận chuyển vũ khí.
Anh báo ra những tin tức tàu đến tàu đi, chở hàng hóa, vũ khí ra các miền. Anh Ẩn rất giỏi tiếng Anh, sau đó làm ở cơ quan Mắc Vi. Khi anh Ẩn đưa tôi về nhà, đám sĩ quan Mỹ mà Ẩn quen, tôi thấy đám Mỹ này thích Ẩn lắm. Tôi nghĩ Ẩn phải đi học báo chí tại Mỹ, về viết báo Mỹ hẳn hoi chứ không phải chỉ về làm báo lá cải kiểu tiếng chuông, cũng không ra gì. Anh phải hiểu rõ văn hóa Mỹ, học được những cái hay của văn hóa Mỹ, thấy rõ tính cách con người Mỹ để có thể nghĩ và viết như người Mỹ. Cho nên suốt cuộc đời hoạt động của Ẩn sau này, cách ứng xử của anh ấy tôi ưng lắm. Kết hợp văn minh hiểu biết với nhân văn, văn hóa Việt Nam mới ra con người như Ẩn. Công tác tình báo giống như vở kịch, người lãnh đạo nghĩ ra mục tiêu còn thành công là do người tình báo sáng tạo và can đảm. Mười Hương và Phạm Ngọc Thảo. Theo lời kể của Mười Hương, khi quân ta đi tập kết sau Hiệp định Geneva, anh Phạm Ngọc Thảo được chỉ thị ở lại. Đồng chí Lê Duẩn có ý định dùng lợi thế của Thảo, giới thiệu với anh Năm Xuân tức Mai Chí Thọ. Lúc đó, tôi, anh Năm Xuân và Cao Đăng Chiếm là ba người của ban địch tình xứ ủy. Ban địch tình xứ ủy là tiền thân của ban an ninh miền Nam. Anh Năm Xuân lúc đó là phó ban, nhưng anh không thể về Sài Gòn nhiều, vì đã có nhiều người biết, cán bộ miền Tây cũng như miền Đông. Phong trào lúc này khó khăn nên dễ đụng bọn người xấu lắm. Anh Chiếm cũng vậy, đảng không cho phép sống ở Sài Gòn, dễ bị địch bắt. Anh Năm Xuân đành đi về theo kiểu con thôi. Anh giao nhà tình báo Phạm Ngọc Thảo cho tôi liên hệ, vì tôi có điều kiện ở học pháp tại Sài Gòn. Tôi với danh nghĩa thầy giáo dạy kèm có thể đi lại tự do hơn. Ngày nhận nhiệm vụ, ông Mười Hương đến gặp Phạm Ngọc Thảo và họ thảo luận đường lối hoạt động. Riêng việc này cũng phải bàn luận, cân nhắc hết cả một buổi sáng. Ông Mười Hương phân tích, không thể để Phạm Ngọc Thảo giấu đi cái lý lịch kháng chiến của anh ấy được, vì nhiều người đã biết. Anh ấy đã làm đến chức tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 10, ai lại không biết anh ấy là còn làm trưởng ban quân báo Nam Bộ. Mặt khác, anh Thảo lại là con của một gia đình trí thức công giáo rất lớn, cả nhà đều là dân Tây. Pháp rất nể trọng gia đình này, tên dùng ngang cỡ gia đình Nguyễn Văn Xuân, Petrusky. Những gia đình dòng họ trí thức lớn làm việc với Pháp. Phải nhìn thấy đặc điểm của anh em họ Ngô, họ không là loại thân Pháp kiểu bơ sở như Tâm, Hữu, mà cố gắng thể hiện tinh thần quốc gia theo kiểu của mình, quốc gia chống cộng. Họ muốn tìm những người yêu nước nhưng chống cộng. Vậy nên Thảo phải nhập vào hàng ngũ quốc gia với tư cách đó. Một người tài giỏi có đi kháng chiến vì yêu nước, nhưng có tinh thần quốc gia không cộng sản. Anh em Diệm rất cần. Tôi nói với Thảo, anh phải làm thế nào làm cho Ngô Đình Thục tin anh, ông ấy sẽ có tiếng nói giúp. Làm sao để họ tin? Ông Mười Hương bàn với Phạm Ngọc Thảo. Hãy cứ dựa vào lý lịch gia đình mình, nói rằng gốc rễ như vậy, Cộng sản không bao giờ tổ chức phát triển anh vào đảng. Cộng sản chọn lý lịch giai cấp công nông chứ không chọn những người có lý lịch như Thảo. Anh phải thông qua các linh mục với Mỹ Tho mới học ở Thụy Sĩ về thì phải, để đến với Ngô Đình Thục. Anh nên nói anh thấy Việt Minh đứng dậy đánh tay xâm lược nên anh theo họ. Còn họ không tổ chức phát triển anh vào đảng, vì gia đình anh là gia đình đại phong kiến, thân Tây. Phải nói anh Thảo đã đóng vai này rất giỏi, như chúng ta đã từng biết qua cuộc đời tình báo của anh. Có lần anh ấy nói với Ngô Đình Thục, chà, ta chống cộng phải rồi, nhưng chống kiểu này ta thua họ thôi. Việt Minh đi tập kết theo đúng hiệp định thì 2 năm họ sẽ về. Cha gặp lại con, vợ là gặp lại chồng. Vậy mà chúng ta ép vợ người tập kết phải bỏ chồng, ép mẹ không được nhận con. Việc làm như thế chú cũng không cho phép. Chúng ta chống cộng như thế thì lại lòi cho Việt Minh. No nhân ái hơn mình. Được hoạt động dưới vỏ bọc công khai hợp pháp là một thầy giáo dạy kèm. Ông Hồi Hương sau đó đã tiếp tục liên lạc với nhà tình báo Phạm Ngọc Thảo bằng cách đơn giản, cậu xưa nhưng lại an toàn. Bất ngờ nhất, họ có những dấu mật hiệu quy định ở đâu đó. Thí dụ, ông đi qua nhà của Thảo, tìm xem một dấu hiệu nhỏ ở đâu đó để biết có thể vào. Khi muốn đến gặp, ông cũng làm một dấu hiệu kín đáo nào đó để đến.
họ đã trao đổi tìm ra đường hướng hoạt động của một điệp viên. Ý Thảo nhận xét rất đúng. Anh em nhà họ Ngô này phải qua đảo chính lên xuống nhiều lần thì mới hạ bệ được. Anh Thảo còn cho biết ở vị trí của anh có thể cung cấp nhiều tin tình báo, không rõ Trung ương có cần không. Tôi bảo anh có nhiệm vụ là xây dựng ảnh hưởng, có lực lượng chính trị bên cạnh anh để dùng. Anh phát huy bằng uy tín chính trị cá nhân của anh chứ đừng có ham mê tổ chức thêm ai cả, dễ bị lộ lắm. Đừng tham việc, dứt khoát là không tổ chức cơ sở. Ý anh phân tích đúng rồi đó, sẽ có đảo chính. Vậy anh cứ tạo xung quanh mình lực lượng chính trị dễ tác động. Khi chúng đảo chính, anh có thế lực ảnh hưởng đến đám sĩ quan cao cấp. Anh tuyệt đối không tổ chức mạng lưới gì cả. Thời kỳ anh em Diễm Nhu lập đảng cần leo nhân vị, còn theo gợi ý của Huỳnh Văn Lăng mời cả Phạm Ngọc Thảo vào ban lãnh đạo. Khi ban lãnh đạo cần leo nhân vị họp ở viện hối đoái của Huỳnh Văn Lan, có một cơ sở của ta đóng vai người phục vụ bán thuốc lá, phục vụ hội nghị đó. Người cán bộ cơ sở này tất nhiên không thể biết được vai trò Phạm Ngọc Thảo, nên về báo cáo lại với giọng giận dữ. Cái thằng Thảo ấy tệ lắm, trước đây nghe nói nó có kháng chiến, vậy mà vào cái hội nghị ấy nó phát biểu chống cộng hung hăng lắm. Có ai nói đâu, chỉ có Thảo nói, Nhu nói. Khi ra hành lang còn nghe Nhu nói bằng tiếng Pháp với những người thân cận nhận xét về Thảo. Đích thật là một anh dân tộc chủ nghĩa đậm chất Nam Bộ. Huỳnh Văn Lan có lẽ cũng bị lừa như Nhu vậy. Cứ đinh ninh Thảo là một người quốc gia chống cộng và sau này trong vụ Phật giáo tại Huế. Còn mô toan cùng Thảo làm đạo chính anh em ông Diễm Nhu, nhưng không thành. Hồi đó Huỳnh Văn Lan là tổng bí thư liên kỳ bộ đảng cần lao nhân vị. Đứng thứ hai chỉ sau có Ngô Đình Nhu. Tôi gặp Thảo, động viên. Ông đóng vai thế là ăn, nhưng đừng có hăm hở quá, cứ từ từ, cần thì cứ viết báo. Dùng các tích cũ để nói kiểu nước đôi, như Mao Tông Cương ngày xưa bình trận xích bích. Anh Thảo đã làm theo, viết nhiều bài về quân sự trên tờ Bách Khoa của Huỳnh Văn Lan, được sĩ quan địch chức phục. Ông Mười Hương làm việc với Phạm Ngọc Thảo một thời gian thì ông bị bắt. Ông vẫn nhớ hình dáng người điệp viên tài năng ấy. Người vừa tầm, hơi đen, khỏe mạnh, linh hoạt và dũng cảm, đã làm được những việc kỳ tích. Sau khi tôi ra tù lúc Diệm Đỗ, không liên lạc với anh ấy nữa, theo đúng nguyên tắc. Nhưng tôi biết anh qua nhiều nguồn khác. Anh đã từng làm đến tỉnh trưởng Bến Tre, thạc cả ngàn cán bộ ta bị bắt. Trong số đó có cả anh Bảy Thanh, tức Võ Viết Thanh sau là Trung tướng Công an, Ủy viên Trung ương Đảng và làm Chủ tịch thành phố Hồ. Mười Hương vô Nam lần thứ hai. Năm 1964, sau khi được chính quyền quốc gia thả ra khỏi nhà tù, Mười Hương được lệnh ra miền Bắc. Lúc đó Trung ương Cục miền Nam cũng muốn giữ ông lại và Mười Cúc, tức Nguyễn Văn Linh. Lúc đó đã bố trí cho ông đi học chính trị trên miền 3 tháng, và bản thân ông cũng muốn ở lại nhưng Trung ương gọi ra vì ông đã bị lộ. Vậy là từ khi hai miền chia cắt theo Hiệp định Geneva đến nay đã 10 năm, ông đi để lại gia đình vợ con ở lại miền Bắc. Nay ông trở lại quê nhà cũng với bao nhiêu khó khăn, làm thủ tục giấy tờ ở Nam Vang lâu tới nửa năm. Ngoài Bắc, mọi người đã tưởng ông bị bắt lại, do lúc đó địch cũng bắt được anh Hay Xô ở Nam Vang. Vậy đến Hà Nội, ông được đưa lên K5 ở Quảng Bá. Như mọi cán bộ chiến trường miền Nam ra thường ở đó dưỡng bệnh. Ra tới nửa tháng vẫn không gặp ai, không biết tin tức gia đình, nóng ruột tới mức ông phải liều đi tìm. Đến khi gặp được mọi người, ông mới biết vợ mình đang đi học nước ngoài và đã có gia đình khác. Đến việc phân công công tác mới cho ông, lãnh đạo muốn ông về lại ngành công an. Vì dù sao ông cũng đã tiếp xúc trực tiếp với kẻ địch rồi. Bộ Công an đưa ông về phụ trách tình báo kỹ thuật. Ông Mười Hương trở thành đại tá cục trưởng. Hồ và Bộ Chính trị nhận định phải đề phòng khả năng địch đánh bộ binh ra miền Bắc. Ông Trần Quốc Hoàng giao chuẩn bị phương án đề phòng. Theo đó có phương án giao cho Cục Chính trị có Bộ Công an tuyển 3 lớp nữ trinh sát đặc biệt, gồm 100 cháu độ tuổi từ 12 tới 15, để đào tạo kỹ năng hoạt động địch hậu. Năm 1968, chuẩn bị chiến dịch Mậu Thân,
chiến trường miền Nam lại xin ông trở vào. Lần này ông đi cùng đoàn cán bộ cao cấp, có cả đồng chí Đinh Đức Thiện, lộ trình đi sang Trung Quốc về Phnom Penh rồi từ đó về Sài Gòn. Tôi trở vào Nam sau khi chiến trường Mậu Thân đã ở cuối đợt 1. Bom đạn dữ lắm, các anh bố trí tôi ở ban an ninh miền, phụ trách an ninh đô thị và trinh sát vũ trang vì tôi trước đó hoạt động đô thị. Năm 1970, ông làm trưởng ban an ninh Sài Gòn Gia Định cho đến tận năm 1975. Mười Hương và thành phần thứ ba. Sau khi Hiệp định Paris được ký kết, mục đích đem lại hòa bình cho Việt Nam, Bộ Chính trị Việt Cộng tráo trở tiếp tục cuộc chiến tranh tổng hợp bằng ba mặt trận chính trị, quân sự và ngoại giao, trong khi Kissinger thỏa mãn với giải thưởng hòa bình Nobel. Có những hoạt động lợi cho Việt Cộng phản bội lại đồng minh Cộng hòa Việt Nam. Nguyễn Văn Linh, Bí thư Trung ương Cục miền Nam, giao cho Mười Hương tuyển chọn thanh niên, sinh viên cài vào hoạt động trong lực lượng thứ ba. Trong số những người được tuyển chọn có nhóm của họa sĩ Ớt tức Huỳnh Bá Thành, Báo Điện Tín và Ngô Công Đức, Dương Văn Ba, Lý Quý Trung. Các sinh viên có Huỳnh Tấn Mẩm, Trần Văn Toại, Dương Văn Đầy, v.v. Sau ngày chiếm được miền Nam, trong lần gặp Dương Văn Minh, Lê Đức Thọ hỏi: những ngày tháng tư có nhiều lực lượng tác động đến ông, công an có, tình báo có, trí vận có, lực lượng thứ ba có, lực lượng nào tác động mạnh nhất để ông ra tuyên bố sáng 30 tháng 4 đó? Dương Văn Minh trả lời: nhóm họa sĩ Ớt. Khi ban quân quản Sài Gòn thành lập, Mười Hương là phó bí thư thường trực phụ trách tổ chức. Mười Hương và Dương Văn Minh. Mười Hương kể nguyên văn. À, là vì thế này, tao biết thằng Minh nó lên được là nhờ phong trào Phật giáo. Phong trào Phật giáo thì phải nói Huế, miền Trung chứ không phải Sài Gòn. Thế cho nên tao mới tìm các ông này, tức là các ông thành viên cụm điệp báo A10 sau này. Lúc bấy giờ chủ yếu là học sinh sinh viên ở Sài Gòn. Tao dứt khoát phải đi vào sinh viên, học sinh thì mới gây nên được. Tìm mấy ông này, tôi bảo các ông ấy cứ đi, cứ đưa ông Minh ra quốc hội đi. Ông Mai Chí Thọ còn nói với tôi thế này: ông nên nhớ quốc hội của họ đọc diễn đấy nhé. Tôi biết đọc diễn chứ, nhưng mà bây giờ không có thằng nào dám chống lại cái việc hòa bình do Mỹ chủ xướng đâu, cho nên cứ đưa thằng Minh lên. Tôi có một cơ sở cùng đi lính tay với thằng Minh. Ông cơ sở của tôi có đến hỏi Minh, tại làm sao trước thì mày không làm, mà bây giờ thì mày ra để gặm xương à? Thằng Minh nó bảo, tao không có thiết tha gì cái tổng thống miền Nam đâu, mà có khi dính vào đấy mình lại dơ. Cậu kia cậu ấy bảo, nó bảo thì mày cứ làm, cái quyền hành của mình mày có thể đóng góp vào cái hòa bình chứ. Thằng Minh bảo, để tao ở đây tao làm được cái gì để chấm dứt chiến tranh. Thế cho nên tao biết cái tư tưởng hòa bình của nó từ lúc ấy. Thế cho nên đến lúc các ông này, tức cụm điệp báo A10, mây đấu tranh, làm cho tiếng tăm nó lên, cho nó hợp pháp, hợp hiến. Nó không phải là cái tổng thống bỏ phiếu của Mỹ đâu. Thế cho nên các ông ấy mới làm ồn lên, đưa ra quốc hội nó chỉ hơn nhau có 5 phần thôi. Nhưng mà tiếng tăm của Dương Văn Minh khác hẳn. Việt Cộng khinh thị Minh Tù. Như vậy mà Dương Văn Minh vẫn cúi đầu phục vụ cho bọn chúng thì chúng ta hiểu vận nước đã tới hồi mặt tận cùng rồi. Tất nhiên Mười Hương cũng kể lại có phần tự tân bốc, quên rằng y đã từng bị bắt nhưng lại được bên quốc gia dưới thời Minh Tù thả ra, cùng với rất nhiều cán bộ Việt Cộng khác một cách vô tội vạ, không suy tính lợi hại. Dương Văn Minh rất đắc tội với đất nước, đưa đẩy tới việc trở thành một chư hầu của Tàu Khựa và trong tương lai có thể thành một tỉnh mà vẫn có người bên vực cho Minh thì hết nói. Mười Hương và Vũ Ngọc Nhã. Cũng theo lời kể của Mười Hương thì với Vũ Ngọc Nhã, ông chỉ thị anh Nhã phải bám chặt lấy Cha Từ. Mười Hương kể tiếp: tôi nhớ vào khoảng năm 1946 thì phải, Bác Hồ yêu cầu chuẩn bị cho bác một chuyến đi quan trọng.
đích thân bắt đi gặp cha Lê Hữu Từ, định mời về làm cố vấn cho chính phủ. Tôi ngạc nhiên thưa với bác là trong quốc hội lúc đó đại biểu công giáo là cha Phạm Bá Trực rồi. Ở các địa phương cũng có các linh mục trong mặt trận rồi. Sao bây giờ bác còn đích thân đi mời cha Lê Hữu Từ nữa? Lúc đó bác mới giải thích cho chúng tôi hiểu rằng thời kỳ ấy, ảnh hưởng của các dòng tu đều khác nhau. Dòng Châu Sơn ở Nho Quan của cha Từ là dòng khổ hạnh, có uy tín lớn lúc đó, được bên tòa thánh trân trọng nhất nên cũng cần mời họ giúp cho chính phủ. Tôi biết Vũ Ngọc Nhạ vào thời kỳ chuẩn bị chiến dịch Điện Biên Phủ, khi đó ai cũng náo nức muốn tham gia chiến dịch lịch sử này. Nhưng tôi không được tham dự mà lại được phân công đi xuống khu tả ngạn. Nhiệm vụ của chuyến đi này là tôi phải chọn cán bộ để gài theo những người di cư vào Nam. Tôi đã chọn được hai anh cán bộ của thị ủy Thái Bình là Vũ Ngọc Nhạ và Vũ Hữu Ruột. Khi chuẩn bị vào Nam hoạt động, Vũ Ngọc Nhạ có giấy chứng nhận do cha Hoàng Quỳnh cấp, chứng nhận Nhạ là trung úy tự vệ của Phát Diễm trong lực lượng công giáo. Như vậy, tôi nghĩ Nhạ phải tận dụng mối quan hệ này bám cha Quỳnh để qua đó quen thân được với cha Lê Hữu Từ. Cha Từ rất thân với cha Quỳnh. Mùi Hương dặn dò Nhã. Anh cứ bám cha Quỳnh, ông Quỳnh vào đây cũng có hụt hẳn. Cha giáo xứ, con chiên Phát Diệm rất khổ. Anh hãy làm một con chiên ngoan chăm sóc cha Quỳnh lúc thường, lúc ốm đau. Đưa cả con cái tới thăm ông ta để tạo quan hệ gia đình gần gũi. Tranh thủ được tình cảm ông Quỳnh rồi thì sẽ được mối quan hệ với giám mục Từ. Chính mối quan hệ này cho phép anh Nhạ lập được nhiều chiến công sau này, có lần thoát chết được. Ông cùng với Vũ Ngọc Nhạ trao đổi, cứ nói là Ngô Đình Diệm thân Mỹ. Mỹ nắm được công giáo, nhưng không phải. Công giáo Việt Nam lúc ấy vẫn là Pháp nắm. Mỹ bỏ nhiều tiền ra nên có ảnh hưởng lớn. Kết quả cuộc trao đổi này là một nhận định quan trọng. Ngô Đình Diệm muốn nắm, nhưng chưa nắm được các dòng tu công giáo thân Pháp, như dòng của Lê Hậu Từ. Chính đó là chỗ Nhạ có thể phát huy được. Qua các tin tức của Nhạ, tôi thấy lúc đó có một mâu thuẫn. Diệm rất cần ông Từ nhưng chưa nắm được. Một hôm Nhạ bảo tôi, cha Từ than phiền là tổng thống tinh Mỹ quá. Tôi liền nói ngay với Nhạ, đây là hơi hướng Pháp chê hơi hướng Mỹ của Ngô Đình Diệm đấy. Nếu Ngô Đình Diệm muốn dựa vào công giáo mà không dựa được vào cha Từ là hớ. Tôi bảo Nhạ, làm thế nào anh nói đến tai Ngô Đình Diệm ý này? Nếu không liên kết được với cha Từ sẽ khó khăn. Phải biết rằng ông Diệm rất cần ông Từ mà không nắm được vì một anh thân Mỹ còn một anh thì thân Pháp. Khi Vũ Ngọc Nhạ bị bắt và chuyển về tòa khâm thì ông Mười Hơn đã bị bắt từ trước và chuyển sang phòng tối cách đó 200 mét. Đằng sau, nha cảnh sát Trung Việt, Ngô Đình Cẩn là người khá đặc biệt. Trong số tù nhân, nếu ai theo công giáo thì chủ nhật cẩn cho đi lễ. Mười Hương tìm cách bí mật liên lạc, nhắn ông Nhạ giữ nguyên vỏ bọc. Cứ hướng cũ mà đi thôi, Vũ Ngọc Nhạ đã thành công khi liên lạc với cha xứ và tự tiếp cận Ngô Đình Cẩn. Ông Nhạ nhờ cha Hồng chuyển thư cho giám mục Lê Hữu Từ. Trong thư viết bằng giọng mập mờ như đã quen viết. Cha Từ thấy ông Nhạ là người công giáo Phát Diệm, tìm hiểu về ông qua cha Quỳnh, rồi ra Huế thăm dò. Cha Từ dùng ông Nhạ tác động lại Cẩn, bắt tay nhu Diệm. Ngô Đình Cẩn thì dùng ông Nhạ để kết thân với cha Từ, và từ đó mối quan hệ của ông Vũ Ngọc Nhạ với gia đình họ Ngô được nâng lên một bước cao hơn. Tiểu sử Vũ Ngọc Nhạ, tướng tình báo Việt Cộng. Nhạ tên thật là Vũ Xuân Nhã, sinh 30 tháng 3 1928 tại xã Vũ Hội, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, nhưng từ nhỏ sống tại quê mẹ, giáo xứ Phát Diệm Ninh Bình. Thời thanh niên, ông có vào học ở trường dòng một thời gian, rồi lên Hà Nội để học thi bằng tú tài. Đầu năm 1945, sau cuộc đảo chánh 9 tháng 3, ông làm quen với một cán bộ Việt Minh là Hoàng Minh Vân, và được người này hướng dẫn tham gia cách mạng. Cuối năm 1946, ông tham gia chiến đấu chống Pháp tái chiếm Đông Dương tại mặt trận Hà Nội. Sau khi Việt Minh rút khỏi Hà Nội, ông trở về Thái Bình, tham gia công tác dân vận của chính quyền Việt Minh tại địa phương, phụ trách khối công giáo vận với bí danh là Lê Quang Kép. Năm 1951,
để tiện hoạt động trong vùng bị Pháp kiểm soát, ông đã nhờ người em trai làm một chứng minh thư giả mang tên Vũ Ngọc Nhã. Năm 1953, qua sự giới thiệu của bí thư liên khu ủy khu 3 là Đỗ Mười, ông được Trần Quốc Hương tuyển chọn vào cơ quan tình báo quân sự để đào tạo cán bộ hoạt động trong giới công giáo. Xuống tàu vào Nam. Năm 1954, sau Hiệp định Geneva, Hoàng Minh Đạo, thủ trưởng cơ quan tình báo quân sự đã tung một số điệp viên chiến lược vào miền Nam để chuẩn bị cho thời kỳ hậu Hiệp định Geneva. Vũ Ngọc Nhã là một trong số những điệp viên đó. Năm 1955, Nhã cùng vợ và con gái xuống tàu hải quân Pháp, lẫn vào 1 triệu người công giáo di cư vào Nam. Bản lý lịch với cái tên mới Vũ Đình Long dùng sử dụng khi vào Nam của ông có hầu hết các chi tiết xác thực. Sinh ngày 30 tháng 3 năm 1928, tại xã Vũ Hội, Vũ Thư, Thái Bình, tham gia Việt Minh sau ngày toàn quốc kháng chiến, vào Đảng Cộng sản năm 1947. Năm 1951, trở thành thị ủy viên của thị xã Thái Bình. Năm 1952, bất mãn vì bị kỳ thị do gia đình là địa chủ và công giáo, nên trở về Phát Diệm tham gia Tổng bộ Tự vệ Phát Diệm, một tổ chức chống cộng do Giám mục Lê Hữu Từ và Linh mục Hoàng Quỳnh lãnh đạo. Giữa năm 1954 sang Pháp, nhưng không lâu lại trở về Hải Phòng và xuống tàu di cư vào Sài Gòn tháng 12, 1955. Sau khi vào Nam, Nhã cùng gia đình cư trú tại giáo xứ Bình An. Không lâu sau chuyển sang sinh sống khu chợ Thị Nghè, Nhã xin được một chân đánh máy trong bộ công chánh. Trong thời gian này, ông chủ yếu tập trung vào việc xây dựng vỏ bọc an toàn, nên thường xuyên lui tới giáo xứ Bình An và văn phòng hội cựu tự vệ công giáo Phát Diệm. Qua đó chiếm được cảm tình của Linh mục Hoàng Quỳnh và trở thành người giúp việc cho Giám mục Lê Hữu Từ. Từ khi vào Nam, ông thường dùng các tên gọi như Hai Long, Hai Nhã, Hai Nhã, theo thứ bậc của người miền Nam, và ông cũng được Linh mục Hoàng Quỳnh đặt một tên gọi riêng là Hoàng Đức Nhã. Tuy vậy, cuối tháng 12, 1958, Nhã cũng bị một nhân viên phản gián của đoàn công tác đặc biệt miền Trung, tên là Nguyễn Tư Thái, tự Thái Đen, nhận diện, và bị đoàn công tác đặc biệt miền Trung bắt giữ và bị giam, để chờ xác minh tại trại giam Tòa Khâm Huế. Do sự vận động của Linh mục Hoàng Quỳnh, ông không bị kết tội vì không đủ chứng cứ, nhưng vẫn bị tạm giữ đến tận giữa năm 1961. Phần thứ nhất đến đây chấm dứt, xin mời bà con mình nghe tiếp phần thứ hai.